Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị một cốt, cây này hàng mới về nha. Cốt lùng lực cho mình. Đây, móc đầu luôn nha. Cây này có mã số 621 nha. Có cái hòn đây em đo là 35, cao 30 nha, đang nằm bầu doctrine là 25 nha mình. Rồi cây này em giao lưu nhà mình nhanh gọn lẹ luôn, 200k em bao phí nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, cốt này rất là lực nha. Hàng mini nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Về nhà mình giúp việc tháo bọc ra nhẹ nhàng, lên chậu thêm chất trồng nữa là ok nha. Đây, cốt nó nở này, cốt nở rất là to nha. Hàng mini lùng lực nha mình. Cẩm thị nha. Rồi mã số 621 nha, em giao lưu nhà mình 200k bao phí cái này nha. Rồi em xin qua cái này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một phôi cẩm thị một cốt nha mình nha, bầu đất rinh hàng mới về nhà mình. Cây này có mã số 622 nha. Hoành cốt 29, cao 52, tính từ mặt bầu mà lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái bầu đất rinh là 25. Rồi cây này em xin giao lưu nhanh gọn lẹ nha mình luôn, 200k bao phí nha. Về nhà mình giúp việc tháo bọc nhẹ nhàng, thêm chất trồng lên chậu nữa là ok. Đặc biệt nhà mình đừng có giũ đi cái bộ doctrine của nó nha, cứ tháo nhẹ nhàng lên chậu là ok nha. Hỏi phải cầu kỳ gì này, cây cực kỳ già luôn nha, cẩm thị một cốt nha. Cho mình xem tham khảo luôn, chỉ 200k thôi, em bao phí ship nha. Rồi mã số 622 giao lưu nhà mình 200 nha, em bao vận chuyển nha mình. Rồi em xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nhà mình nha. Cây này 3 thân liền cốt nha. Cây này hàng phôi mới về nhà mình. Cây này có mã 623 nha. Tổng hòn 45. Hòn thân này cũng tầm 17-18 á, hòn lớn nhất này. Cao 75 tính từ mặt bầu mà lên tới đỉnh nha. Cây đang nằm cái bầu đất trên 30. Rồi cụm này em giao lưu nhanh gọn lẹ nhà mình, 300k bao phí nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình nha. Hay là cụm rừng liền cốt nha. Về nhà mình với việc tháo bọc thêm chất trồng lên chậu là ok thôi. Được duyên ý thì ủng hộ em út luôn. Rồi mã số 623 nha, giao lưu nhà mình là 300k nhà mình, bao ship nha. Rồi em xin qua cụm này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mới về nha, hai thân chung cốt cụm rừng nha. Đây, hàng mới về bầu rinh luôn. Cây này có mã là 624 nha. Có tổng hoành 40. Hoành thân lớn này cũng tầm 15-16 á. Cao 75 nha. Tới đỉnh. Đang nằm bầu ươm là bầu rinh nha nhà mình. Bầu rinh 30. Rồi phôi này em giao lưu nhà mình 250 nha. Em bao phí nha mình. Về nhà mình với việc tháo bọc thêm chất trồng lên chậu là ok nha. Đừng có giũ đi bầu rinh nha mình. Cây này liền cốt nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Chỉ 250 thôi. Em bao phí nha. Cẩm thị nha mình. Đây, cây rất là duyên nha. Cây rất là già luôn nha mình. Về mình tháo cái bọc nhẹ nhàng lên chậu là ok, thêm chất trồng. Rồi mã số 624 nha, giao lưu nhà mình 250 nha. Em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cụm này luôn. Rồi tiếp tục giao lưu nhà mình là một phôi cẩm thị nha mình nha. Cây này 3 thân liền cốt nha, cụm rừng. Hàng mới khai thác về nha mình. Cây này có mã số 625 nha. Hòn tổng này em đo 40, cao 70 nha, tính từ mặt bầu mà lên tới đỉnh. Đang nằm cái bầu đất rinh là 25 nha. Rồi cây này em giao lưu nhà mình 300k nha, em bao ship nha mình. Cây này cụm rừng liền cốt nha, 3 thân, tam đa luôn, phúc lộc thọ luôn nha. Mình xem tham khảo. Được duyên thì ủng hộ em út luôn, rước về sưu tầm nha. Cẩm thị kim cương đen nha nhà mình. Hàng này thì nói chung nó rất là dễ sống nha mình. Về nhà mình chỉ việc tháo bọc thêm chất trồng lên chậu là ok. Đừng có giũ đi bỏ phin là ok nha. Rồi 300k cho mã số 625 nha. Một cụm rừng cẩm thị 3 thân. Rồi em xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị phong tàn thiên nhiên nha mình nha. Cây này hai thân chung cốt nha mình nha. Chắc nó liền cốt bên dưới á. Đây, em lắc nó rất là cứng luôn. Dạng chi xương cực kỳ già luôn nha, phong tàn thiên nhiên. Cái này có mã số là 626 nha. Hòn đây em đo 12. Cây cao là 44 nha, đang nằm bộ đinh là 25. Rồi cây này em giao lưu nhanh gọn lẹ nha mình, về sưu tầm 250 nha, em bao phí nha mình. 250 nha. Rồi một cây cẩm thị phong tàn thiên nhiên.
về nhà mình lên chậu thêm chất trồng là ok nha. Cây này vàng tàn xương rất là già, rất là duyên cây luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha, cẩm thị vàng xương của nó rất là già luôn, nhà mình tham khảo luôn. Rồi mã số 626 nha, giao lương nhà mình là 250 em bao phí cây này nha mình. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Vườn xin giao lưu cả nhà mình là một lô năm củ thiên tế rừng nha, hàng sống khỏe nha mình. Đây, năm củ này nha. Đây, cái hoành củ này một tay này em bóp cũng hết một dòng nha. Qua kia cũng được một dòng, cũng tầm 40 á. Năm củ này có mã số là 627 nha. Em giao lưu nhà mình là 350 nha, em bao ship cho năm củ nha. Củ này cũng rất là tròn to nữa nè. Hàng sống khỏe hết rồi, thì mình an tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu cho em nói ok, về mình siêu tầm nha. Nó được duyên thì mình ủng hộ, thì em cố gắng em giữ cái vàng lá này về cho nhà mình luôn. Em đóng em gửi nguyên như thế này nha. Được duyên thì ủng hộ em úp luôn. Rồi mã số 627 nha, em giao lưu nhà mình năm củ này là 350 nha, em bao ship nhà mình. Thiên tế rừng nha. Rồi em xin qua lô này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây quýt rừng nhà mình nha. Quýt rừng, cây này một cốt, hàng thân lắc này, cây cực kỳ già luôn, hàng sống khỏe nhà mình an tâm luôn nha. Hàng xương này rất là già nha. Cây này có mã số là 628, hoành 23, cao 63, đang nằm bầu đất rinh 30 nha. Rồi cây này em giao lưu nhà mình 450 nha, em bao ship nhà mình. Cây này nó đang bung lọc này, rất là khỏe luôn. Cây này hàng lấy về hồi trước Tết tới giờ nhưng mà giờ nó xì rất là mạnh luôn, rất là khỏe luôn nha. Cây này về nhà mình lên chậu thêm chất trồng là ok luôn. Cây rất là duyên nha mình. Quýt rừng thì nó cũng rất là hiếm có cái hàng thân co lắc duyên như thế này nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 628 nha, em giao lưu nhà mình 450 bao ship nha. Cây bầu rinh luôn, về nhà mình với việc tháo bọc thêm chất trồng lên chậu là ok nha. Đừng có rũ đi bầu rinh của nó nha nhà mình. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Một cây quýt rừng. Qua một xíu nữa. Tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Cây này form thiên nhiên, hàng siêu xương luôn. Vàng xương cực kỳ già luôn nha mình. Cây này có mã số là 629 nha, có số đo tổng hoành gốc 30, cây cao là 70 nha, đang nằm bầu đất rinh là 30 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhà mình 650 em bao ship nha. Một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây này form tàn cũng rất là rộng nha. Đây, mình xem tham khảo luôn. Vàng chi xương này rất là già nha, hoa tím đẹp nha. Cây này về nhà mình việc tháo bọc thêm chất trồng lên chậu là ok. Mình cho cái form thiên nhiên như thế này luôn là nó nhanh cho hoa lắm nha mình. Bằng lăng hoa tím nha. Cây này hàng siêu xương, form tàn thiên nhiên này, rất là dày luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên ưng ý thì ủng hộ luôn nha. Rồi mã số 629, em giao lưu nhà mình là 650 em bao ship cây này nha. Rồi em xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Cây này form thiên nhiên, một cốt nha mình, lên tay xương này, cực kỳ già luôn. Cây này hàng sống khỏe nha mình. Cây này có mã số 630 nha, có hoành gốc 17, cao là 86, tính từ mặt bầu mà lên tới cái đỉnh thân chính luôn nha. Đang nằm bầu đất rinh là 30. Rồi cây này em giao lưu nhanh gọn lẹ nha mình, 450 nha, em bao ship. Hàng này về nhà mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng cho nó là ok thôi, khỏi phải suy nghĩ luôn. Đây. Hàng này thì hoa tím rất là đẹp nha, bằng lăng hoa tím nha mình, vàng chi xương này, thiên nhiên luôn nha. Chỉ 450 thôi, em bao ship nha. Cây này cũng rất là ok luôn nha mình, được cái form tàn này cực kỳ già luôn, từ thiên nhiên nha. Đây. Có mấy cái co này cũng rất là hay luôn. Rồi mã số 630 nha, giao lưu nhà mình 450 bao ship cây này nha. Bằng lăng hoa tím nha. Rồi em xin qua cây này luôn.